À dạ, à chết rồi, mày coi kìa, còn nói là 2 tiếng đồng hồ nữa, đã 3 tiếng đồng hồ rồi còn chưa thấy nó về. Ơ à, thôi chết rồi, lần này Mỹ Lệ đi không về rồi. Ơ à, dạ chết rồi. Mỹ Lệ con. Bây giờ hai người hãy nghe đây, không phải là không ai muốn tôi mà tại vì tôi không muốn người ta. Dĩ nhiên rồi, làm gì có chuyện này. Sao mà hôi mùi thuốc quá vậy, trời thối quá. Ờ được được, à, ông ngoại đi tắm nha, ông ngoại đi tắm hả? Bà, làm ơn đi tắm đi. Nói nữa, cũng tại mày mà thôi. Đi tắm đi. Tôi trở về rồi đi nè, chắc bà thất vọng lắm hả? Hai đứa tụi bay đừng có mừng vội, tao không có dễ gì bị tụi bay chọc tức bỏ đi đâu, đừng có hòng. Nè được chưa hả? Được đi nha. Đi đi. Nè chờ một chút. Alo ai đó? Ơ nè cô hả? Thế nào, cô không sao chứ? Không có gì. Ba và ông ngoại của tôi đã ra ngoài tiệm rồi, còn chị hai đã ngủ. Hèn chi là vậy, nhà cô dáng vẻ quá. Nè chuyện gì vậy? Nó buông tôi ra, buông tôi ra, buông tôi ra mà. Không có gì, chị hai nằm mơ thôi. Buông tôi có ra. Có thì không vậy? Buông tôi ra đi mà. Nằm mơ ông la hét như vậy sao hả? Các người làm gì vậy? Buông ra. Ờ nè, à thôi nha. À mai muốn nói chuyện nha. À tôi đi ra hả? Cô từ cáo thằng nha hả? À bye bye. Bye bye. Ôi da, trời, cái tay tôi nó bị gãy rồi đây nè. Cái tay tôi nó bị gãy rồi. Ôi da. Chào các vị. Chào. Xin chào. Chào. Chào các vị. Chào. Nè, anh chị lại chơi nữa sao? Lần này không ai phá chị đâu. Thiệt đó, sáng nay có người tặng bông cho chị mà. Có phải là anh Cường ở trên lầu hay không vậy hả? Lần này có phải là anh Ban không? Anh chị thì phiền quá đi. Thiệt sao? Ôi cha, đồ mới hả? Ủa, tại sao lại về giờ này vậy? Anh Ban đâu? Tại sao cô ở đây? Chị hai nổi giận cho nên tôi tới đây để ôn bài đó. Tại sao anh lại về trong giờ này vậy hả? Có gì đâu chứ, thì nghỉ ngơi thôi. Sáng nào cũng 6 giờ mấy thì thức dậy rồi, còn ban đêm thì 1 giờ khuya mới ngủ. Một tháng không được nghỉ tới 2 ngày nữa. Chỉ có anh điên đó mới chịu nổ thôi. Vậy có nghĩa là làm biếng rồi. Hả? Làm biếng cái gì chứ? Chỉ là nghỉ ngơi thôi. Cô đừng có nói cho anh nghe không? Tôi biết rồi. À đúng rồi, hôm nay tôi có nhận được thơ của anh đó. Hả? Thiệt à? Đưa đây, đưa đây. Nè. Ấy da, tiền gửi xuống đó. Ấy da, người yêu của tôi sinh con rồi. Thiệt, chúc mừng anh nha. Con trai là con gái vậy? Con trai. Mẹ con bình an rồi. Xin lỗi cô nha, cô đừng có hiểu lầm. Tại vì tôi thương người yêu tôi lắm. Anh coi anh kìa, vui đến nỗi nó bậy rồi đó. Nè, để tôi lấy hình cho cô coi nha. Cô nói đi, thằng con của tôi giống tôi đẹp hay là giống bà đẹp gì hả? Để tôi coi. Dĩ nhiên là giống người yêu của anh hơn rồi. Giống anh đó hả? Ốm nhôm, ốm nhách, lỗ tai thì quảnh sao? Tôi không đẹp à? Dĩ nhiên rồi. Là tại vì tướng của tôi không có giống anh Ban, có phải không? Cho nên cô mới thấy không đẹp đó. Anh nói gì đây? Ây da, đỏ mặt rồi kìa. Tôi cũng lấy làm lạ lắm. Khi không diễn cớ lên đây nói là học bài. Nhưng mà rốt cuộc thì thu dọn nhà cửa sạch sẽ, còn mua ly mới nữa và còn mua bông nữa. Bông này tôi chỉ đem về thôi mà. Đem về à? Anh Ban tặng cô chứ gì? Tôi không biết. Tôi nghĩ chắc là ảnh đó.
Bộ tặng bông thì không có để tấm danh thiếp đề tên là của ai hay sao hả? Tuy là có thiệp nhưng mà lại không có tên, chỉ là hẹn tôi ngày mai ra chợ cục cờ mà thôi hả? À, vậy nhất định là thằng khờ đó rồi. Thiệt, tại sao vậy hả? Ngày mai thì là ngày lễ, nhưng mà anh lại nói là nghỉ bán. Ngày lễ là ngày phải bán, mà ngày bán thì là ngày kiếm tiền. Ê, nhưng mà anh đòi nghỉ. Thì ra là hẹn với cô rồi phải không hả? Nè, anh đừng có hỏi lại ảnh đó nhờ, kể như là tôi không biết gì hết trơn. Vậy thì cô đừng nói với ảnh là cô thấy tôi về đây nghe không? Mỗi người giữ bí mật cho nhau hả? Sorry, nhưng mà tôi không có đến trễ hả? Tôi về rồi nè. Ê, sao hôm nay sớm vậy? Ê, dục bỏ đi, giết mà không ra mà. Sinh nhật vui vậy, thích không vậy? Hả? À, tôi quên là hôm nay sinh nhật của tôi chứ. Nè, thả ra coi. Cảm ơn anh nha. Ê, không cần cảm ơn. Em định viết thư nhờ tôi chuyển tặng cho anh đó. Muốn anh viết thư thường xuyên lên trển. Nè, ra đây đi. Tôi đã chuẩn bị xong rồi. Cặp bánh sinh nhật đi. Chúc mừng anh nha. Chúc mừng anh 20 năm về trước sinh ra đời. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Sinh nhật vui vẻ. Ồ, thiệt không dễ hả? Làm cha người ta mà còn nít như vậy. Nè, cầu nguyện đi, thổi đèn cày đi. Hy vọng là sớm được đoàn tụ với hai mẹ con em Đình. Hồi đó trển thì cực khổ lắm. Mong sớm ngày đón họ đến đây để mà thương yêu họ. Ê, có má anh nữa, và dì Thu nữa. Còn có má nữa. Ồ, hay quá, cắp bánh đi. Nè, tôi luôn lên tới đây đi, đông người vui vẻ mà. Hôm nay cô có điện tới đây không? Chắc không đó. Tin tức hôm nay được sự phê chuẩn của Tòa án Trung ương Trung Cộng. Hôm nay cảnh sát nhân dân đã tập nã ban 4 người. Ký giả của bốn đài sẽ loan báo tường tận ở Bắc Kinh. Hôm nay tôi hẹn cô ra có phải mà mùi lắm không? Đâu có phải. Cô không được vui à? Có lẽ tôi hơi mẫn cảm. Chú Elisa, tên Mỹ của cô là Elisa. Cô nhất định thích bản nhạc này. Hồi lúc tôi còn đi học đó, tôi cứ mong muốn rằng mình sẽ được làm một học sinh của Beethoven, Elisa đó. Thật ra tôi cũng mong mình là Beethoven. Từ ra bộ tóc của mình. Nếu như là Beethoven, bản nhạc này tôi sẽ tặng cho cô. Tôi đã chia tay với Bonnie. Bởi tôi cảm thấy tôi đã bắt đầu yêu một người khác. Như vậy sẽ bất công cho Bonnie. Cũng có thể nói tỏ lòng chân thành cho một người mình yêu thích. Alo, ai đó? Alo, cô Hoa à? Hôm nay tôi thật vui quá. Tới nhà tôi mau đi, chờ cô nha. La 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 la
Tôi đã kiếm cô bé lần rồi. Đi đâu vậy? Ê, có phải là đi cặp với con trai hay không vậy hả? Mà kể đi ba, ngồi xuống đi. À đúng rồi, có chuyện gì mà vui quá vậy hả? Ê, hôm nay là thằng Hải sinh nhật. Vừa rồi chúng tôi cắt bánh sinh nhật mới chợt nhớ đến cô. Nè, cố tình là chừa lại cho cô đây nè. Đây nè nè, uống rượu đi, uống rượu đi, uống rượu đi ha. Uống đi. Sinh nhật vui vẻ, xin lỗi không có mua quà cho anh. Cái gì? Đâu cần tặng quà cho anh chứ. Anh có người yêu mà, là em gái của tôi đó. Cô thích người khác đi nha hả? Nè uống rượu đi, uống rượu đi, uống rượu đi. Cái anh điên à, anh uống sai rồi đó. Cái gì sai chứ? Tôi chờ cổ tới đây đưa đồ cho cổ coi đó. Nè cô coi đi. Tôi lại có thêm mười mấy ngàn rồi nè. Lần này làm giàu rồi. Nhiều tiền như vậy, không biết làm ăn cái gì đây. Hải à, mở TV coi đi, có tin tức gì hả? Đi đi. Bây giờ đã khuya rồi, tin tức gì cũng không còn hết á. Hết rồi sao? Phải à, cô thiệt là không may, không thấy được phe bốn người bị bắt đó. Đã đảo phe bốn người, phe bốn người bị sụp đổ, hay quá. Hoàng hôn, nhân dân muôn năm, nhân dân muôn năm. Chị biết không, lúc nãy anh vừa nghe phe bốn người bị bắt đó, thì anh đã vui mừng đến nỗi phát điên lên, cho nên mua cả tá bia về uống mừng đó. Tôi hiểu mà, tôi biết. Tôi không có gì đâu. Tôi đâu có nói với anh cái gì chứ. Nhưng mà cái bó bông đó hình như là không phải anh tặng phải không hả? Vừa rồi chị cũng biết là ai tặng kia mà. Là anh Sâm. Anh Sâm. À, lúc xưa đổ rác tôi đã có gặp anh. Anh là giám đốc của công ty cô mà. Anh khá lắm, rất xứng đôi với cô. Cô không thích anh sao? Tôi không biết. Đáng lẽ là tôi cũng thích ảnh lắm, nhưng mà sau khi ảnh có bạn gái rồi, tôi không có dám suy nghĩ nữa. Ê, tôi không biết, tôi thiệt là phiền quá đi à. Cô phiền nhất là không biết anh Ban thế nào thôi. Tôi đã nói với cô rồi mà, con người của anh Ban, nếu thích thì ảnh cua ngay. Cho nên tôi thấy ảnh chỉ xem cô như bạn bè chứ không phải là bạn gái đâu đó. Ở nhà ăn cơm cũng phải cháy đầu hay sao? Tôi không ăn đâu, để chút nữa tôi cúng Quỳnh đại tiên. Sao khi không mình mê tín như vậy hả? Mê tín cái gì chứ? Anh đừng có nói bậy nha. Nhờ Bồ Tát phù hộ cho nên mẹ con em định mới được bình an đó. Lát nữa tôi đi xin xăm, anh có cần xin cho anh không vậy? Mê tín thì mê tín đi. Anh không tin thì thôi, để lát nữa ra chợ kiếm anh. Nè, anh xin xăm tiền tay xin giùm cho tôi nha. Coi sự nghiệp của tôi ra làm sao, biết chưa? Anh nè còn nữa, bản thân nhà cửa ra làm sao hả? Chỉ vậy thôi à? Còn dư nữa. Ê, cái chuyện phiền phức này đừng làm phiền tôi, để dành cho anh đi. Nè, thật ra con gái Hồng Kông khá lắm chứ. Anh định chờ ai đi? Làm gì có. Cái thằng khỉ này ha. Hèn chị lúc bán thấy anh không có được tập trung, thì ra nhìn con gái à. Ê, anh đừng nói bậy nha. Tôi chỉ thích một mình em Định thôi. Có vậy mới nói à. Chứ sao? Để một lát nữa gặp đi. Tính nam trần gian gian thư hải, cầu sinh xa không phù hộ, cho người yêu mẹ con nó được bình an. Bây giờ tôi muốn hỏi là chừng nào tôi có thể gặp lại mẹ con nó đây? Xin xa không phù hộ cho. Vô đi, tới rồi, đẹp lắm rồi, đẹp quá nè. Quá, tôi chưa bao giờ tới chỗ này đó. Vô đi. Nè, đứng trước người ta làm gì? Muốn cho người ta cúng mình hả? Để tôi làm cho. Wow,
là quẻ thứ 8. Cái này mình giàu rồi. À, làm giàu hả? Chưa có coi gì mà biết trơn cái gì là nói xạo không à. Đồ ngu. Tới phiên các vị đó. Đi coi không có. Không có hả? Anh bạn à, cho mừng cái viết nha. Cảm ơn. À, tôi đi ra coi cho mình cái đúng nè. Lại nhanh lên nha. Thiệt em trước nha. Tính năm Giang Thư Hải thay thế tính năm Tống Bang, xin hỏi sự nghiệp năm nay thế nào? Nè, đứng lên. Đi đi qua chỗ khác coi. Từ từ. 31. Ủa? Đi nhanh lên, đi lễ giờ, đi lễ giờ rồi. Lên xe đi. Lên đi. Ngồi đi. Ngồi vững á. Nè. Nè. Nè nè, ngừng xe, ngừng xe. Nè, có lỗi không đây? Cô đã lấy cái giấy của tôi rồi, làm ơn trả lại tôi đi. Xin lỗi nha. Xin lỗi nha, tôi kiếm không thấy. Hả? Cô kiếm kỹ lại đi mà. Cô có bỏ chỗ khác không? Đã lấy không có mà, đâu cần coi lại. À, có lẽ là rớt ở trong xe. Nhưng mà bây giờ tôi phải đi gấp. Hay là như vậy, anh viết số điện thoại lại. Tôi kiếm được sẽ kiếm anh nha. À, tôi đâu có viết. Tôi cho anh mượn. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Hả? Bye bye. Nè nè. Anh Hải. Hả? Tới chơi à? Ý? Lại là anh xem tặng cho nữa à? Phải đó. Dạo này anh thường đeo đuổi tôi sát lắm. Nè, có để ý cho tôi hay không? Đàn bà thật là phiền phức à. Cũng tại anh nói để ý cho người ta đó mà. Tôi không phải nói câu đâu. Mà tôi nói là vừa rồi tôi bị một cô gái nghịch ngợm gạt tôi lấy mất cái viết đi. Anh chưa có trả lời câu hỏi tôi. Sao cô ích kỷ quá vậy chứ? Chỉ biết lo cho mình cô thôi. Vậy được, anh nói cho tôi nghe đi. Tôi có nói cô cũng không muốn nghe đâu. Tôi có hỏi anh Ban giùm cho cô rồi. Thiệt à, sao hả? À, cô Linh. Tới chơi à? À, phải. Cái thằng khỉ này nè, lại nói ra ngoài chợ kiếm tôi. Tôi mới vừa đi xin Sâm về thôi mà. Anh thì nhiều giải thích lắm. Nè, Sâm đâu? Nè, tấm nào là sự nghiệp? Ê, chào ơi, phát tài rồi, số 1 à. Nếu xin được quả Sâm số 1 thì Long Hổ Phong Vân tế hội đó nha. Tôi còn xin thêm một quẻ duyên nợ cho anh nữa đó. Đã nói là không cần xin duyên nợ mà. Tôi đây không có tin đâu. Ê, cha ơi, bản thân cũng khá ha. Khương Thái không có gặp dân dược. Thứ năm có rảnh không? Tôi không thấy tôi phiền lắm. Ngồi đi. Chuyện như vậy, hôm đó tôi có một đám bạn cũ có buổi dạ hội ở khách sạn. Tôi mong có thể được mời cô đi chung. Tôi không có áo sô-rê. Nếu cô không ngại, tôi có thể đưa cô đi mua. Không cần đâu, anh bận quá mà.
đưa một cô gái dễ thương như vậy đi mua áo có thể tô điểm đời sống căng thẳng của tôi đó mà. Hay coi như là tôi có một cơ hội để trả ơn nha. Wow, chị Linh thiệt là đẹp đó nha. Ý cha, đồ mắc tiền đó, đồ nhập cản mà. Bạn trai tặng phải không? Điên son, đâu có thể nhận quà bừa bãi của con trai chứ. Chị nhất định sẽ trả tiền lại mà. Nhưng mà cái áo này là rẻ nhất đó. Ê, nói thiệt nha, mấy cái áo khác có thiệt là mắc ghê lắm. Em nói chị thiệt là dại dột, có người tặng mà không lấy. Alo. Alo, cô Linh hả? Nè, tối mai đi cine nha. Coi phim gì đó? Chỉ suất đó là Vạn Lý Trường Chinh. Cái ông bán vé ở rạp hát đó tặng cho tôi 3 cái vé 10. 9:30 tối mai. Tôi định kiếm cô. Anh Hải, tôi và 3 người đi coi. Hẹn chở rạp hát nha. Tối mai tôi không rảnh. Vậy 7:30 hay là 5:30 có được không hả? Tôi đã có hẹn rồi. Hả? Đã có hẹn à? Vậy thì bỏ đi, mai mốt mới đi nha. Bye bye. Cô Linh nói không đi. Nếu tôi cũng không đi hiện ra phố. Thiệt là điên à. Đồ cổ giống anh hay sao? Thật nhỏ nhặt quá. Ồ, không đi thì cũng tấm vé quá. Nè, chưa bao giờ gọi con nhỏ đó ra mà nó không ra đó ha. Là lạ đời. Ê, nè, không lẽ cô đã có kép rồi sao? Hey, chắc vậy quá. Bộ trống tà hay sao? Khi không lại ngủ không có được. Ít khi bị vậy mà. Phát điên rồi. Bớt một người đi thì uổng tấm giấy này quá. Thiệt là uống quá. Khuya vậy mà còn tìm tôi, bộ có chuyện à? Muốn hỏi cô một chuyện. Hôm nay lựa áo cho cô, lựa hết bao nhiêu cô thích áo nào? Cái zip bông của tiệm tổ hay là bộ đồ trắng của tiệm phòng vậy? Hay là bộ nào cô cũng thích cả? Tại vì cô mặc vào bộ nào cũng đẹp. Tôi mong rằng sau này chúng ta hẹn nhau, cô sẽ có lựa chọn khác nhau. Cho Elisa. Cho hai vé đi. Thôi đi vô. Nè, không có ai mua vé. Chắc là phim dở lắm hả? Dĩ nhiên là chán rồi. Bạch Yến với Trương Mạc Du mà. Thôi đi vô. Nè, nếu chán thì đừng có đi vô. Tốt quá. Vậy đi đâu? Đi bán. Vậy vô coi. Chán quá à. Chán chết người đi. Bộ anh điên rồi hay sao? La lớn như vậy. Rạp hát có mũi. Bộ phim thì chán như vậy đó. Thôi đi đi. Chán gì mà chán chứ. Lần trước đi với cô Linh coi phim Ấn Độ còn dở hơn là phim này gấp 10 lần nữa đó. Vậy mà anh vẫn ngồi coi cho tới hết phim luôn. Anh không thích đi bán thì vậy nghỉ bán đi. Ra dặn một chút. Thiệt không đó? Hiếm cô quá vậy, đừng có nuốt lời nha. Đi đi. Sao hả? Sao còn đôi giày lộn vậy? Không, tôi không quen mang giày cao gót, định lên xe rồi mới thay sau.
Anh cười cái gì? Tối nay cô đẹp quá. Được, mai mốt tôi làm giàu rồi, tôi nhất định tới đi mua áo. Nhất định. Ban à, tôi còn phải đi bãi bán bảo để ăn đồ biển, và còn phải tới khách sạn bán đảo để mà uống cà phê. Nè, anh làm cái gì vậy? Tại sao buồn bã vậy chứ hả? Buồn lắm sao? Sắp bệnh rồi hả? Sắp bệnh như vậy sao? Tôi không biết, chưa hề bị bệnh mà. Có phải vì cô Linh không? Anh điên hả? Mắc mấy gì cổ chứ? Chứ không phải là cô Linh từ chối đi xin với anh thì anh bắt đầu như vậy rồi hả? Nói anh điên thì là anh điên, suy đoán bừa bãi không à? Ăn thua gì chứ? Sao hả? Bây giờ mang giày cao gót coi có quen chưa? Không có được quen lắm, nhưng mà em nghĩ mai mốt sẽ quen thôi. Nè anh điên à, hôm nay làm cái gì vậy chứ? Nè, nè. Hả? Bây giờ thì tôi biết là tại sao anh buồn rồi. Tại sao? Bởi vì cuộc sống của anh khô khan quá đi. Tôi đã nói rồi, không thể là tối ngày chỉ lo làm việc thôi, phải đi chơi nhiều chút mới được. Vậy được, để mai mốt chơi nhiều một chút, ăn nhiều một chút. Làm gì vậy chứ hả? Nè, giống cô Linh quá. Nè, đằng kia kìa, đằng kia kìa. Có phải không đó? Không lẽ đẹp vậy sao? Giống hệt như cổ mà. Ê, anh đi à, chờ tôi với, chờ tôi với. Ê, cô thiệt là quỷ quái ha, gặp cái bạn trai mà không nói nó nha. Đừng nói nữa, tôi nhìn thấy hết rồi đó, biết chưa? Chào anh. Không phải là anh chị đâu, đi chơi vui vẻ nha hả? Bye bye, bye bye. Cô nhỏ này có kép rồi, khá lắm chứ, thật là kính đáo. Nè, giống hệt như anh đó. Con nhỏ đó à, thiệt là quỷ quái quá. Lén lút à, đi cặp bà kép đi chơi đó à. Anh thật là phiền phức à, suốt cả đêm cứ con nhỏ đó có kép rồi. Nhưng mà tôi cười thiệt mà, anh không thấy hay sao hả? Trông diện như là con công vậy đó. Nè, bộ anh mát rồi hả? Ê, cười giống như là cười miễn cưỡng gì đó, vậy mà cũng cười nữa hơi. Cái gì? Cái gì? Cười miễn cưỡng à? Tại sao phải cười miễn cưỡng hả? Anh coi cái miệng của anh kìa, cười á. Cười giống như là khóc gì đó, vậy mà cũng cười nhăn 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 nhăn. Hey. Bây giờ anh đừng có nói với tôi là anh thích cô Linh nha. Cái gì? Tôi thích cô Linh. Không thể nào đâu, đâu thế nào chứ. Nếu không phải thì tốt, bây giờ người ta đã chọn rồi, nếu mà không phải thì anh tức chết thêm thôi. Nè, cái gì mà chọn rồi, cái gì mà tốt chết? Tối ngày anh cứ nghĩ buôn bán thôi, đáng lẽ cô Linh thích anh đó. Thì không vậy. Alo, tôi đây. Được. Hey, lại phải ra ngoài nữa rồi. Nè 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 nè, đi đâu? Đi lấy lại cái giếc mà anh tặng cho tôi đó. Hey, cái con nhỏ khùng đó mà. Nè 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 nè, tôi đi với anh. Về mau lắm thôi. Nè, tôi đi với anh nha. Hey, không biết thằng khờ này hôm nay làm cái gì đây. Bộ sợ lẻ loi hả? Không phải. Nè, đi sớm về sớm nha. Được rồi. Nè, về sớm nha.
Về sớm nha. Sao hôm nay nhà này vắng vẻ đặc biệt vậy? Mình thích cô Linh. Xin mời cô. Càng Ly. Chúc mừng. Được, cảm ơn. Có còn nhớ người vợ Nhật Bổn của bác sĩ Na không? Nhớ chứ. Bà thì nổi quá rồi, 4 thước 7 tấc, nhưng mà 100 mấy ký lận. Không phải người Nhật Bổn đâu, là người đại hàng mới đúng. No, người Nhật Bổn mới phải. Không phải đâu, người Nhật Bổn đó. Không có phải, là người Nhật Bổn đó mà. Đoán sai hết rồi, bà là người Ấn Độ đó. Sam à, tháng sau giữa kịch nói của mình sẽ diễn kịch gì đây? Thì là kịch Romeo and Juliet. Không được, Giấc Mộng Mùa Hạ đi nha. Tôi chết rồi. Mình đã thích con nhỏ đó rồi. Ồ, có cách. Có cách. À, xin lỗi ông, quán ăn chúng tôi phải tắt ra vát vô mới được. Tôi tới kiếm người không phải là ăn đâu. Nè ông à, xin lỗi. À, xin lỗi ông. Xong rồi, tôi kiếm xong rồi. Xin lỗi nha. Đáng lẽ tôi phải theo anh đi ăn cơm, nhưng mà bây giờ bắt anh tới đây để hóng gió với tôi nữa. Tại tôi không được tỉ mỉ thôi. Cuối cùng năn nỉ được cô đi với tôi, nhưng mà đến những nơi mà cô không có thích. Lần này tôi thiệt thất bại rồi, lần sau không có đâu. Không phải là không thích đâu. Chỗ này gió hơi lớn, có muốn đi chỗ khác ngồi không? Tôi muốn đi về nhà. Ok, tôi đưa cô về nhà ha. Đi. Bàn tay của anh lạnh quá hả? Cô cứ khoác lên đi. Đã tới rồi. Cảm ơn anh nha. Cô Linh à. Cô Linh à. Cảm ơn anh nha. Đã đưa cô về. Anh đi được rồi đó. Cảm ơn nhiều. Ok, tôi đi hả? Bye bye. Bye bye. Thì cảm ơn nhiều nha. Linh à, nghe tôi nói đi. Còn gì phải nói chứ. Bây giờ mọi việc đã rõ ràng rồi. Anh thích nhìn thấy tôi đi với kép mà. Vừa rồi anh còn cười tươi lắm, tại sao bây giờ lại không cười? Linh à, anh thích em lắm, muốn kiếm em làm đối tượng của anh đó. Linh à, Linh, em muốn xuống đây nói hả? Được, chỗ này thật là vắng vẻ lắm ha. Tôi không có gì để nói với anh nữa. Nè, không nói thì em đã lên lầu rồi mà. Mấy lời đã nói vừa rồi, thật lòng đó mà. Vậy sao không đợi tôi đám cưới rồi mới nói sao? Em nói như vậy nghĩa là hết gỡ ra rồi sao hả? Lúc xưa thiệt là không để ý. Anh tới Hồng Kông mấy lâu nay, ngoài thằng Hải ra, thân nhất là em mà.
chơi cùng cho chung, làm việc cùng làm chung nữa. Thằng tới nỗi không biết coi em là bạn hay là bạn gái đây. Anh thiệt là khờ quá đi. Anh đâu phải khờ, chỉ là nghĩ cách để dừng sự nghiệp, không nghĩ tới chuyện này. Chuyện này mà cũng cần suy nghĩ à? Em đã trở mặt với chị hai cũng là vì cho anh mượn nhà bếp để dùng. Cứ lên nhà của anh thu dọn đồ đặt cho anh, mua bông cho anh rồi theo anh đi bán hàng nữa nè. Vậy còn là bạn thông thường hay sao? Đồ ngu. Bây giờ anh biết được rồi. Đâu sao bị trễ nữa hả? Phải rồi, không có trễ mà còn sớm lắm. Anh xong đã cầu hôn với em. Anh cầu hôn thì bị quê mà thôi. Vừa rồi em đã cho anh đi kiếm mà. Hôm nào nói rõ ràng với anh đi nha. Nói cái gì? Nói với anh là em đã yêu anh rồi. Lưu manh, tránh ra đi. Lúc xưa là lỗi của anh. Anh thiệt là gây lỗi lớn. Xin lỗi em nha. Hết chuyện rồi. Hết cái độc của anh. Vậy muốn sao? Cũng tại anh thôi mà. Anh đưa em về nha. Bộ bây giờ ghét em lắm hả? Không phải, sợ em mệt thôi. Hay là vậy đi, đi ăn khuya đi, anh đãi. Có 20 đây thôi. Nó không sao, có tình uống nước cũng no mà. Không, anh này. Mình đi đâu ăn đây? Ra chợ đêm. Wow, tới đúng giờ thiệt. Lên xe đi. Trả cái ví lại tôi đi. Tôi không cần cô đưa đâu. Lấy bụng quá. Đi ăn lộ với tôi nha. Cô muốn đi ăn thì đi mình đi, cần gì phải rủ tôi chứ. Trả cái ví tôi đi. Coi như là tôi đi trễ thì phải đãi ăn bù lại vậy, chứ không. Không cần đâu. Quyết định như vậy đi mà. Lên xe đi. Lên xe đi mà. Thu Hải. Anh nè, anh không cần biết tên tôi hả? Vậy cô tên gì? Tử Sang. Cái tên nhà người đều đẹp như nhau đó. Anh nghe không rõ sao hả? Là Tử Sang đó. Tử Sang hả? Là Tử Sang đó. Nè, uống ly rượu đi. Chừng nào thì cô mới trả lại cái ví cho tôi đi? Anh làm gì mà khẩn trương dữ vậy? Đồ cổ hay là bảo vật gia truyền hả? Cái ví tôi đáng giá 29 đồng 50, đủ chưa? 29 đồng 50. Không tin, nói thiệt đi. Cô tin cũng được, không tin cũng được. Nhưng mà cô phải trả cái ví cho tôi. Thôi được, anh gọi đúng tên của tôi đi. Tử Sang đó. Tử Sang đó, Tử Sang. Không trả thì thôi. Nè, chuyện gì vậy? Bộ nổi giận rồi hả? Tôi không có rảnh chơi với cô. Nếu cô không trả tôi về ngay. Ai chơi với anh đâu chứ. Vừa rồi đã giao hẹn mà. Ăn rồi mới trả giết. Bây giờ anh ăn đồ chưa? Ngồi xuống đi. Anh Hải, ăn đi. Từ Trung Quốc xuống hả? Sao cô biết? Nghe tên của anh, coi luôn hành vi của anh đủ biết rồi. Nè, anh biết tôi làm gì không? Nè, anh làm như vậy là có ý gì hả? Nè, hey, cô làm gì vậy? Ai biểu anh cứ lo ngó con gà này chứ? Bộ tôi giống nó hay sao? Tôi chỉ muốn ăn con gà thôi chứ tôi có làm cái gì đâu. Trời, cô này thiệt à. Vậy xin lỗi nha. Cùng lắm tôi đền lại cho anh cái áo khác. Không cần đâu. Tôi đã ăn xong rồi đó. Trả cái giấy tôi đi.
Cũng được. Có phải cây này không? Không phải. Không phải hả? Vậy chắc là cây này. Không phải mà, đừng có chơi tôi nữa. Không phải đâu, tôi tưởng hai cây viết này là của anh. Hay là tôi đưa hết cho anh nha. Nếu cô lỡ làm mất thì thôi. À, tôi nhớ ra rồi. Hình như là ở nhà của bạn tôi. Hay là như vậy, ăn cơm xong tôi dẫn anh tới nhà của hắn để lấy. Đừng giận nha, lần này không có chơi anh đâu. Bôi bang, làm ơn lấy cho tôi một chai rượu trắng. Khoan đã. Nè, cho chị.在患来爱我，我自问活痛楚，谁要救助？想当初怎发生？想得真切也陌生，过去了就像陪衬，在大时代前往事不再真，何时曾快快乐乐？哪里有风风光光？这刹那极耀眼看远方。